Kính chào quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến. Ngày hôm nay Trọng Hiếu cùng với ban biên tập kênh nông nghiệp kết nối có chuyến thăm đồng tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, nơi có những trà lúa đông xuân sớm đang bước vào giai đoạn làm đồng. Và công việc của chúng ta ngày hôm nay là kiểm tra dịch hại cũng như là đánh giá sự phát triển của những ruộng lúa áp dụng quy trình tiết kiệm phân bón. Và ngay bây giờ Trọng Hiếu xin mời bà con chúng ta cùng theo chân Trọng Hiếu để mà chúng ta thăm đồng nha. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hò hẹn những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Nhờ trời mưa thuận gió hòa, lúa vàng đầy ruộng, lời ca vang đồng. Chúng tôi đến huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vào một ngày cuối tháng 10 âm lịch. Gió bất mang theo hơi lạnh giữa đông lả lướt trên mặt ruộng, tạo thành những làn sóng phấp phới như chào đón các cán bộ kỹ thuật. Hiện tại, một phần diện tích đã bước vào giai đoạn làm đồng. Bà con chia sẻ, nhờ áp dụng quy trình bón phân tiết kiệm nên đã giảm được nhiều chi phí. Lúa dứt phân chỉ khoảng 7 bao cho 1 hecta. Việc sử dụng các giải pháp thay thế phân bón một cách hợp lý đã giúp cây lúa hình thành đủ số chồi hữu hiệu, bộ rễ ra mạnh, thân lúa thấp, lá dựng đứng, đúng chuẩn của một cây lúa lý tưởng. Kiểu thời tiết tháng 10 chưa cười đã tối, làm cho lúa có đồng sớm khiến bà con không kịp chuẩn bị. Nếu bón đón đồng theo thói quen hàng năm, khi xẻ ra thì tim đèn đã cao một khúc. Khi đó, bông và hạt đã được hình thành, lần phân này sẽ kém hiệu quả. Riêng các nhà nông thường xuyên theo dõi kênh YouTube An Phát Nông, nắm được tình hình nên đã bón phân đón đồng đúng thời điểm, hứa hẹn một vụ mùa đạt năng suất cao. Theo mình thao tác ở trên ruộng, mình tiến hành mình xé, mình kiểm tra thì năm nay nó khoảng độ khoảng 34-35 ngày là nó bắt đầu nó tượng đồng. Nó hơi sớm hơn như mọi năm là khoảng 7-8 ngày. Đối với cái giống lúa mình làm mỗi năm luôn, cùng thời điểm. Đôi khi cũng có người ta kiểm tra đúng thời điểm phân quá đồng người ta bón phân. Cũng có người bón theo tập quán, không biết là có đồng bao nhiêu ngày mà cứ 40 ngày thì đem phân đem bón. Thì cũng có một số nó như vậy. Kính thưa quý nhà nông, kính thưa quý khán giả thân mến, thì trà lúa đầu tiên chúng ta đi thăm đó là cái trà lúa làm đồng của vụ đông xuân 2022 xả sớm mà con ha. Thì theo những cái thông tin mà quý nhà nông chia sẻ thì những trà lúa năm nay nó lại có đồng đồng rất là sớm mà con. Điển hình như cái giống OE18 thì thường mọi năm vụ đông xuân thì khoảng 42 ngày bà con mình xé mới thấy được cái tim đèn 1 ly. Tuy nhiên mà năm nay mình theo cái tập quán mình làm thì đúng 42 ngày bà con mình xé ra thì nó đã lên gần cả phân rồi bà con ha. Do đó là nếu chúng ta không có thăm đồng kỹ thì chắc chắn mình sẽ bón sai đi cái thời điểm bón phân đón đồng. Và một số nhà nông thì có theo dõi kênh YouTube An Phát Nông được cập nhật những cái tình hình thường xuyên thì bà con chúng ta có sự chủ động và bà con mình đã bón phân đón đồng đúng thời điểm, đó là vào khoảng 37 đến 38 ngày sau xạ bà con ha. Vâng, và chúng ta nhắc đến cái việc bón phân đón đồng thì nhiều bà con mình nói là bây giờ nó sớm quá như vậy, rồi cái lúa mình còn xanh quá thì mình bón như thế nào. Nhưng mà hồi đó giờ chúng ta đã thống nhất với nhau là mình sẽ dựa vào cái chiều cao để mình bón ha bà con. Thì Hoàng Vũ đã kiểm tra rất là nhiều chỗ đại trà trên ruộng thì cái mặt bằng chung nó cao khoảng là 60cm ở cái trà lúa 37 ngày bà con. Thì nếu chúng ta tính ra cái lượng phân bón đón đồng á, công thức của nó sẽ là 3 ure, 5 DAP và 5 kg kali cho một công 1.000 mét vuông. Tại vì ở cái khu vực Long An này thì bà con mình đa số xài cái công làm vỏ bà con ha. Vâng, thì đối với những cái chỗ mà quá rợp bóng cây thì bà con mình có thể cắt hẳn đi cái lượng ure luôn. Bà con mình có thể xài cái công thức là 5 DAP và 5 kali cho một công 1.000 mét vuông. Thì đó là những cái phần mà liên quan đến cái việc bón phân đón đồng. Sau đây chúng ta sẽ có cái thao tác mình kiểm tra dịch hại để mình quyết định cái cử phun sau đó. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, thời tiết vài ngày tới còn diễn biến phức tạp. Gió bớt kết hợp mưa nắng xen kẽ chính là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh. Qua công tác kiểm tra, anh em kỹ thuật phát hiện bệnh đầu ôn và cháy bìa lá đã biểu hiện rõ triệu chứng chình lá. Bên cạnh đó, các nhóm sâu hại cũng tranh thủ những ngày mưa, bà con ít đi thăm đồng. Chúng cắn phá làm hư hại lá lúa,
và tạo thành những chòm có phần đọt bị xe van. Trong lần phun xịt dưỡng đồng sắp tới, cần thiết phải kết hợp quản lý để bảo vệ các nền tảng tạo năng suất. Thời tiết mưa gió thì cái điều mà quan ngại đầu tiên là bệnh. Bệnh thì khoảng 2 năm nay thì nó đậu ôn thì nó cũng như mấy năm trước thôi, nhưng mà cái dịch trái bì lá nó lại nhiều, rất nhiều. Rồi điều kiện ẩm ướt thì có một số cái dịch hại mình cần phải ngừa, đó là đục thân. Bà con thân mến, thì qua cái thao tác kiểm tra dịch hại thì ở đây chúng ta sẽ thấy về phần sâu hại đó bà con. Nó sẽ có con sâu cuốn lá và con sâu cắn chẽn là chủ yếu. Còn về cái phần bệnh đó bà con, mình sẽ thấy đối tượng đạo ôn nó đã xuất hiện trên lá. Và một cái đối tượng thứ hai nữa là cái bệnh trái bì lá bà con. Tại vì hiện nay bà con thấy là những cái luồng gió bắc cũng đã thổi về rồi, và nó làm cho hai cái mép lá lúa khua với nhau, nó tạo lên cái vết cháy bà con ha. Và để lựa chọn đối tượng chúng ta quản lý thì Hoàng Vũ sẽ khuyến cáo bà con mình vẫn thiên về yếu tố quản lý bệnh, do tình hình thời tiết sắp tới thì nó sẽ còn những cái đợt mưa và cái không khí lạnh đó bà con ha. Và đối với cái đạo ôn cũng như là tình hình mà trái bì lá nó mới chớm thì bà con có thể ứng dụng cái cặp đôi giải pháp vàng để bà con mình quản lý tất cả các loại bệnh do nấm và vi khuẩn. Và bên cạnh đó thì mình sẽ thêm vào cái Supercat bà con, giúp cho quá trình hấp thu phân bón ở giai đoạn làm đồng được tốt, cũng như là mình sẽ có bước mình chống sốc lạnh trước cho ruộng lúa, để khi mà có không khí lạnh nó vô cái Nam Bộ chúng ta thì coi như cây lúa chúng ta cũng đã được tăng cái cường lực trước đó rồi. Còn về phần sâu hại thì Hoàng Vũ thấy với cái mật số này thì hoàn toàn chúng ta có thể không cần phun xịt, và mình sẽ để dành cái chi phí này dành cho những cái lần phun ở giai đoạn chỗ sắp tới. Và một đối tượng mà Hoàng Vũ khuyến cáo bà con chúng ta nên thăm chừng đó là cái con rề nâu ở bên dưới gốc. Nãy giờ chúng ta vỗ gốc mình kiểm tra thì đã thấy rầy cám xuất hiện với cái mật số thấp, thì bà con có thể cắt lứa này luôn, hoặc là mình sẽ theo dõi liên tục. Đến cái mật số nó nhiều thì bà con mình sẽ phun, để tới khi chỗ mà nó nhiều quá thì gây khó khăn trong cái khâu phun xịt bà con ha. Vâng, thì đó là tất cả những gì liên quan đến cái trà lúa đang giai đoạn làm đồng ở huyện Tân Thạnh của tỉnh Long An. Bà con thân mến, thì vừa rồi là những hình ảnh về những ruộng lúa giai đoạn làm đồng. Và ngay bây giờ Trọng Hiếu xin mời bà con chúng ta tiếp tục đi thăm một ruộng lúa ở giai đoạn giảm vá. Theo như bà con ở đây thì có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Và đó là gì? Thì ngay bây giờ Trọng Hiếu xin mời bà con chúng ta cùng theo dõi nha. Khu vực lân cận có những diện tích đang trong giai đoạn giảm vá. Trà lúa này đã hứng đợt mưa kéo dài hơn 10 ngày. Cây lúa eo u, ruộng lon lỗ, hiện tại chưa có mạ để dặm. Tân Thạnh Long An, đất phần lớn nhiễm phèn nên khâu chăm sóc ruộng lúa giai đoạn đầu vụ rất tốn công. Nên đất ruộng không tốt, lại thêm phần lớp rơm rạ vụ thu đông chưa kịp phân hủy, dẫn đến cây lúa sinh trưởng kém với các biểu hiện như trắng lá, vàng rễ, tớt ngọn. Vài nhà nông kinh nghiệm đã chủ động xạ dây, bón phân lót để hỗ trợ, nhưng gặp cảnh mưa dập liên tục thì đành bó tay nhìn ruộng lúa bị hao hụt. Cái bà con cần ngay lúc này là một giải pháp giúp lúa nhanh nhảy chồi, bắt kịp tiến độ sinh trưởng của cây lúa. Thì cái dùng này là làm lúa mùa ngày xưa là nó thấp hơn ai hết. Nó là thuộc về khoảng 4, cái từ mà nhà nước người ta quy định phân dùng, phân loại đất là khoảng 4, là một mẫu làm lúa mùa chỉ được là 40 dạ thôi, một công cho 4 dạ thôi. Nói chung là năm nay thời tiết rất là khó làm, mưa gió quá thường xuyên, nên là lúa ngập úng phát triển hơi kém. Nó có những người ta phải xạ đi xạ lại, ốc bùa vàng quản lý cũng không được tốt, thành ra là công cán giảm giá cũng nhiều. Kính thưa quý nhà nông, kính thưa quý khán giả thân mến, thì với cánh đồng thứ hai này thì chúng ta sẽ thăm cái trà lúa ở giai đoạn khoảng 18 đến 20 ngày bà con. Thì trà lúa này nó nằm ở trong đê, tuy nhiên trong cái khoảng thời gian mà chúng ta gieo xạ thì nó gặp rất là nhiều cơn mưa, cho nên bà con thấy là tình hình chung thì ruộng nó lởm chởm rất là nhiều các bà con. Và đặc biệt với cánh đồng này thì bà con mình thu hoạch vụ 3 xong, chỉ có khoảng 10-15 ngày thôi bà con chúng ta sẽ gieo xạ lại, cho nên cái tỷ lệ rơm rạ nó chưa phân hủy, nó còn dưới nền đó bà con. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ phát triển của ruộng lúa những ngày đầu. Cho nên bà con mình thấy hiện tại thì
nhiều chỗ nó vẫn còn có biểu hiện của ngộ độc hữu cơ, và đặc biệt là nó biểu hiện những cây lúa mà nó biến thành màu trắng đó bà con. Thì giải pháp của chúng ta cũng khá là đơn giản bà con ha. Bà con mình sẽ cố gắng mình tháo đi cái lượng nước không có sạch sẽ ở trong ruộng, và mình cho cái lượng nước mới vào để mình tiến hành dặm giá. Và sau khi bà con dặm giá xong, mình cũng tháo bỏ đi cái lượng nước đó ra khỏi ruộng, và có thể bà con mình tiến hành rải phân nền ẩm cũng được. Còn nếu mà quý nhà nông mình chưa quen thì mình có thể thay một lượng nước mới để mình rải phân. Thì với cái cách dùng cái lượng nước sạch để mình rải phân, chắc chắn thì cây lúa chúng ta sẽ hấp thu phân bón được tốt hơn. Và nếu bà con chúng ta có cần sử dụng những cái chất để bổ trợ cho cây lúa từ bên trên, thì mình có thể ứng dụng cái Aigon 620 bà con, và mình kết hợp với Supercat để mình tăng cái khả năng phục hồi của những ruộng lúa nó vừa bị mưa dập và nó vừa bị ngộ độc hữu cơ. Thì với cách giải quyết này, Hoàng Vũ tin chắc là trà lúa của chúng ta trong khoảng 3-4 ngày sau thì nó sẽ phục hồi và nó nhảy đủ số chồi. Từ đó bà con mình sẽ chăm sóc để nó trở thành cái chồi hữu hiệu để cho năng suất trong vụ đông xuân này. Và bên cạnh cái vấn đề về canh tác thì chúng ta sẽ tiếp tục thăm đồng và điểm qua một số loại sâu hại đang có trên đồng. Năm canh thì ngủ lấy ba, hai canh lo lắng việc nhà làm ăn. Khi đã có cách giúp lúa phục hồi, bà con mình lại băn khoăn về những loài sâu hại đang rình rập. Nhìn sát bướm rớt rụng trên mặt nước, chúng tôi thấy có sâu phao, sâu cuốn lá, sâu đục thân. Phần đọt lá cũng đang bị bọ trĩ gây hại. Bà con chưa biết nên xử lý bằng cách nào cho nhẹ công, nhẹ chi phí. Lật lại nhật ký canh tác những vụ mùa trước, cho thấy khu vực này thường xuyên bị sâu đục thân tấn công, làm thiệt hại năng suất nghiêm trọng. Đông xuân 2020, bà con phải phun từ 5 đến 6 lần mới chặn đứng được dịch sâu. Xét thấy trà lúa hiện tại đang trong tầm gây hại của chúng, nên các cán bộ kỹ thuật đã tư vấn giải pháp phun xịt tiện lợi. Ở vụ rồi thì cái dịch hại gây thất thu nhất là cái anh sâu ống. Sâu ống là xịt trị không lợi. Có nhiều người xịt tới là 3-4 lần sâu ống. Có năm nay á, năm nay thấy bớm sao mà nó chết liên tục. Từ khi xạ xuống một tuần lễ sau cho tới là 18 ngày lúc nào ra ruộng cũng thấy bớm chết. Kính thưa bà con, kính thưa quý khán giả thân mến, thì theo chia sẻ của nhà nông, bà con mình thấy là thường vì sao mà mỗi năm những cái cánh đồng ở đây nó lại hấp dẫn những con bướm nó lại nó tấn công rất là sớm bà con. Bà con mình biết thì thường khi mà chúng ta canh tác theo những cái chiền đê mà trồng tràm đó bà con, thì cái chính cái mùi hương của cây tràm nó sẽ hấp dẫn những cái loại côn trùng. Và bà con mình thấy hồi sáng giờ chúng ta đi thăm đồng, mình thấy có con bướm sâu cuốn lá nè bà con, có bọ chỉ nè, rồi có cả cái con bướm sâu đục thân luôn. Nó đang ở thời điểm là nó chết rải rác dưới ruộng. Và bây giờ thì mình sẽ chọn con nào và mình bỏ con nào, thì Hoàng Vũ sẽ khuyến cáo bà con mình nên quan tâm nhất là cái con sâu đục thân. Còn cuốn lá với bọ chỉ thì có thể mình bỏ qua đi bà con ha. Cái con sâu đục thân hiện nay thì đúng vào cái giai đoạn mà lúa chúng ta đẻ nhánh tối đa thì nó sẽ có xu hướng nó tấn công nặng, do những cái phần bẹ lúc này nó mềm để nó phục vụ cho quá trình nhảy chồi bà con. Do đó mà bên cạnh việc bà con dùng cái Aigon để bà con mình cải thiện cho ruộng lúa lúc nãy là nó ra rễ yếu cũng như nó nhảy chồi yếu, thì bà con mình có thể kết hợp thêm cái chế phẩm thần công để bà con mình phun sớm khi con sâu đục thân nó vừa mới nở, nó chưa kịp chui vô ở trong cái ống lúa. Thì Hoàng Vũ nghĩ là với cái cách như vậy chúng ta sẽ quản lý nó triệt để hơn. Chứ nếu bà con mình để chậm trễ thì giống như cái vụ đông xuân năm trước, cánh đồng ở đây bị sâu đục thân rất là nặng. Thì đó là một vài cái phần tư vấn, hy vọng sẽ giúp bà con chúng ta có được một cái ruộng lúa đẻ nhánh cơ bản là nó thuận lợi. Bà con thân mến, thì vừa rồi là những lưu ý về canh tác và dịch hại của các trà lúa ở giai đoạn dặm vá. Và ngay bây giờ, Trọng Hiếu xin mời bà con chúng ta tiếp tục điểm qua những thức hình của các trà lúa ở giai đoạn đang trổ nha. Cầu trời cho lúa vàng bông, bội thu năng suất để không phụ người. Chuyển qua các diện tích lúa và nếp đang trổ nhìn rất hứa hẹn. Ruộng lúa trổ rộ, bông lúa sáng và sạch bệnh. Chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy những thành quả của nhà nông sau những ngày tháng chăm sóc vất vả. Nhưng vui xuân không quên nhiệm vụ,
cần phải đến gần quan sát kỹ mới có cơ sở tư vấn chính xác cho bà con mình. Sau khi kiểm tra từng chi tiết, chúng tôi phát hiện phần bông có những biểu hiện nếp trắng xanh non. Đây là hệ quả ở giai đoạn làm đồng, cây lúa bị sốc, đồng đồng không được hoàn thiện nên hạt lúa thiếu sức sống. Nhìn qua phần lá chân xuất hiện các đốm sơ khởi của bệnh vàng lá chín sớm, dự báo trong đợt không khí lạnh tăng cường sẽ là điều kiện để cho bệnh tiến triển nặng hơn. Bà con cần ưu tiên chặn đứng bệnh trước khi chúng nhuốm vàng lá lúa làm mất diện tích quan hợp nhé. Kính thưa quý bà con thân mến, thì điểm qua những cái trà lúa hoặc là những cái diện tích nếp đang ở trong giai đoạn chỗ đó bà con, thì xét về cái canh tác thì Hoàng Vũ thấy là những trà lúa ở đây chỗ rất là tốt. Về phần bông thì mình nhìn cơ bản nó rất là sáng bà con. Tuy nhiên có hai vấn đề mà bà con chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là trên bông thì bà con sẽ thấy là những cái phần nó bị lép trắng ở cái phần đầu bông hoặc là ở cái phần mà sát trong cái cổ bông đó bà con. Và thứ hai đó là cái biểu hiện của cái bệnh vàng lá chín sớm nó đang tấn công từ ở phía dưới. Do đó mà Hoàng Vũ xin lưu ý cho những cái trà lúa đang kế cận chuẩn bị bước vào cái giai đoạn chỗ thì bà con mình sẽ ưu tiên sử dụng cái chất điều hòa sinh trưởng Racinolite để bà con mình bổ sung giúp cho cây lúa chúng ta hạn chế được cái biểu hiện lép trắng xanh non. Và về cái bệnh vàng lá chín sớm thì bà con có thể kết hợp dùng những cái chế phẩm nó chứa tinh chất kẽm để mình giúp cho cây lúa chúng ta xanh dày, tăng cường quang hợp cũng như là chống lại cái sự phát triển của cái bệnh hại. Và Hoàng Vũ xin chúc cho bà con mình có được cái thời tiết thuận lợi để cái giai đoạn từ chỗ điều trở về sau bà con mình sẽ có những cái ngày nắng đẹp và thuận lợi cho quá trình gieo gạo của ruộng lúa. Bà con thân mến, với phần tư vấn của kỹ sư Lê Trọng Hoàng Vũ vừa rồi cũng đã khép lại chuyến thăm đồng sáng nay, và hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay bà con sẽ có những giải pháp hiệu quả và tiết kiệm. Cuối lời, Trọng Hiếu xin chúc quý bà con ở Tân Thạnh, Long An có một vụ đông xuân thắng lợi. Và ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.